Nam chỉ thị của anh em tham gia một chương trình này góp nhận 5 tóc cần BS Swap từ dự án Boss Swap nha mà. Thì chương trình này góp này nó sẽ phân phối vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 và xã Lít Sàng Ban Cái Kè Swap nha bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở Telegram bấm Start nè. Sau khi bấm Start xong các bạn đưa cấp trang các bạn. Đưa cấp trang xong thì các bạn bấm Continue. Bạn bấm Continue thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group follow tại Twitter nè các bạn. Thì trên mỗi góp thì có nhiệm vụ thì có tài Twitter và tất cả trang mạng xã hội quen thuộc không ta các bạn. Chào fan và follow các bạn. Rồi tài Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Sau khi theo dõi xong thì các bạn mới đáp lại các bạn. Các bạn bấm vào một post request. Bạn bấm vào một post các bạn post cái bài có hashtag của nó các bạn. Bấm vào fan nè. Rồi các bạn đã like xuống đây các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại thôi các bạn. Các bạn test lại được các bạn. Không cần chắc chắn tự quyết được các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lại. Các bạn cũng follow like and review bot. Các bạn vào đây cũng các bạn vào đây follow Gonzalo nữa các bạn. Rồi tiếp tục các bạn like, review spinbot tiếp tục nữa các bạn. Rồi các bạn theo dõi Twitter nữa các bạn xuống đây các bạn like và tweet lên nè các bạn. Rồi bạn test lại rồi bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn bấm vào nút submit tên nè các bạn. Rồi bấm done. Rồi tiếp tục theo bạn gửi ra đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn vào tại Twitter các bạn copy đường link tại Twitter của mình bạn. Mình đã để bên Zalo cho nó lấy cho nó mau các bạn. Rồi các bạn copy đường link tại Twitter mình nha các bạn. Con này được chạy trên tảng Bankake Swap nha các bạn. Đây, trên tảng Binance Smart Chain. Sau này nó có về thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn swap nha các bạn. Rồi các bạn bắt giờ gửi đường link profile cho nó các bạn cứ việc kiếm tôi cần Mori đi các bạn. Rồi bạn bấm đo nha các bạn. Rồi bạn bấm Z. Tết và rồi các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nghe qua cho nó các bạn để mình cập nhật tài khoản nữa các bạn. Giờ mình đã nhấp hai lần Z này, chưa gửi địa chỉ BNB Smart Chain nữa. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.